chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu. Do mưa to kéo dài liên tục đã xảy ra sạt lở đất ở một số nơi gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lây lan ra diện rộng. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 3 tháng 7, đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Hoàng Đình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Tại buổi làm việc thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo nhanh với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và công tác quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác đối ngoại. Theo đó, đối với công tác quản lý đường biên, mốc giới được tỉnh đặc biệt chú trọng quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới, tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Hợp tác thương mại giữa hai bên đạt được những bước tiến mới. Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân tiếp tục được duy trì và phát triển trên cả ba kênh. Quan hệ giữa tỉnh Lai Châu với các đối tác ưu tiên, bạn bè truyền thống, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Lai Châu với ba tỉnh Phong Sa Lì, U Đôm Say, Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được duy trì và phát triển. Tăng cường quan hệ hợp tác với các đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào và các tổ chức nước ngoài. Hiện tại, tỉnh đang xúc tiến chuẩn bị các điều kiện để ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Luông Pha Băng, Lào và một số địa phương của Hàn Quốc nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên. Tỉnh đã chỉ đạo liên hiệp các tổ chức hữu nghị, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, công tác dự báo, định hướng, xây dựng chiến lược và lộ trình hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh còn khó khăn, hiệu quả đạt thấp, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới tiềm ẩn phức tạp. Trên cơ sở đó, tỉnh kiến nghị Ban Đối ngoại Trung ương có ý kiến với Trung ương đầu tư xây dựng một số tuyến kè sung yếu tại khu vực biên giới có nguy cơ sạt lở. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương và các bộ ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ du lịch với tỉnh Vân Nam Trung Quốc và ba tỉnh Bắc Lào cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lai Châu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và công tác đối ngoại. Đồng chí cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đối ngoại trong thời gian tới, chú trọng quản lý tốt công tác xuất nhập cảnh, ngăn chặn tình trạng lao động trái phép qua biên giới, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam để thu hút đầu tư. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Đình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đối ngoại Đảng cho 5 đồng chí lãnh đạo tỉnh và Sở Ngoại vụ. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, vào chiều ngày 3 tháng 7, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã tổ chức họp thống nhất kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, gồm 35 thành viên, hội đồng thi gồm 17 thành viên, 9 ban. Đồng thời, các thành viên đã tham gia thảo luận về dự thảo quyết định việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020,
Toàn tỉnh có trên 3.300 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 60 thí sinh so với năm 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến thành lập 18 điểm thi chính thức, đồng thời chủ động xây dựng phương án chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kinh phí, các điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi. So với năm ngoái, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có nhiều điểm mới như tên kỳ thi thay đổi, tăng cường tự chủ của các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương mình. Mỗi tỉnh tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 10 tháng 8. Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi, mà chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi. Ngoài các đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo, thanh tra tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức kỳ thi theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập cấp trung học phổ thông của thí sinh. Mỗi cán bộ giám sát thực hiện giám sát không quá 3 phòng thi trong cùng một dãy phòng thi. Cùng với đó, việc xử lý vi phạm thi sẽ chặt chẽ hơn, như hủy toàn bộ kết quả của bài thi trong kỳ thi nếu thí sinh bị đình chỉ thi. Người học đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thì được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát rất cao. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công. Đặc biệt, quan tâm đến vấn đề tập trung ôn thi, củng cố kiến thức, đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Các cơ quan truyền thông phải tập trung tuyên truyền để toàn xã hội, các thí sinh nắm chắc về kỳ thi, nhất là những điểm mới, quy chế thi. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000 m, từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, nên đã xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Cụ thể đã có một người trú tại bản Lở Thang 1, xã Thèn Xin, huyện Tam Đường, bị thương nhẹ do sạt lở vùi lấp. Ngoài ra, trên tuyến đường tỉnh lộ 130 San Thàng, Thèn Xin, Mường So, xảy ra sạt lở 30 m tà luy dương, với khối lượng đất khoảng trên 1.100 m khối. Ước tổng giá trị thiệt hại do mưa lớn trong 2 ngày trên 50 triệu đồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi động viên gia đình có người bị thương. Sở Giao thông Vận tải huy động các đơn vị thi công khẩn trương thực hiện hót, dọn, sụt sạt trên tuyến đường, đến nay đã thông đường. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục trực ban 24/24 giờ, nắm bắt tình hình thiên tai qua các thông tin đại chúng khi có diễn biến thời tiết bất thường xảy ra để có biện pháp ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 7 trên địa bàn của huyện Phong Thổ có mưa to kéo dài làm nước ở các sông suối dâng cao, một số tuyến đường bị sạt lở với khối lượng lớn. Trong đó thì nước lũ cuốn trôi một người dân ở xã Mù Sang. Hiện nay thì công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được chính quyền của địa phương và lực lượng chức năng tích cực triển khai. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn nhanh qua điện thoại với ông Phàng A Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Mù Sang, huyện Phong Thổ về công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Anh có thể cho biết sự việc ngày hôm qua nó diễn ra như nào không? Về cái trường hợp mất tích như nào anh? Qua thì vào khoảng 23 giờ thì ngày 2/7 thì đến khoảng 1:00 thì ở trên địa bàn xã thì có mưa nhỏ thôi, nhưng mà có anh chúng anh dơ sinh năm 1987 thường trú tại bản Sòng Sang này đi tìm bò ở khu vực lúc 68 đang đi tìm bò ở suối Biên này, chỗ khu vực lúc 68 thì trong quá trình tìm kiếm này không may anh súng ăn rơi này bị trượt chân rồi xuống suối này bị nước cuốn trôi mất tích anh. Dạ vâng, giờ thì anh có thể cho biết là công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn của xã mình như nào ạ? Vâng. Nhận được cái thông tin này thì chính quyền địa phương cũng đã lãnh đạo chỉ đạo là cử công an này
rồi thị xã, rồi là biên phòng tại cái địa bàn này bố trí lực lượng là đi giúp gia đình tìm kiếm, làm mà hiện tại cũng chưa phát hiện được thi thể ạ. Vào sáng ngày 3 tháng 7, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu và phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Theo đó, luật nhập cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam gồm 8 chương, 52 điều quy định, nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã tập trung phân tích, làm rõ 9 điểm mới của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam so với pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trước đây. Đồng thời, hướng dẫn một số thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Giới thiệu các quy định về lao động nước ngoài tại Việt Nam và giải đáp các thắc mắc của đại biểu. Luật được triển khai đồng bộ, thống nhất, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài xuất nhập cảnh vào Việt Nam, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Vào chiều ngày 3 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong năm 2020, Ủy ban Kiểm tra tập trung kiểm tra, giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến chuẩn bị đại hội, nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp. Việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác cán bộ, quản lý sử dụng ngân sách, đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 52 tổ chức đảng, 131 đảng viên, trong đó có 38 cấp ủy viên các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 25 đảng viên, kiểm tra 80 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, kiểm tra 24 tổ chức đảng về thu chi ngân sách và sản xuất kinh doanh. 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 29 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 28 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp nhận 76 đơn thư tố cáo phản ánh đối với tổ chức đảng, đảng viên. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp đảm bảo chất lượng và tiến độ các nội dung kiểm tra giám sát trong năm, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, những nơi chưa đại hội, tăng cường nắm bắt tình hình tổ chức đảng, đảng viên. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội Đảng, cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2020, đồng thời cần chú trọng chuẩn bị nhân sự Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, lập thành tích trong công tác kiểm tra giám sát gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên 70% dịch vụ kỹ thuật đúng tuyến và nhiều kỹ thuật cao đã được tiếp nhận, duy trì bền vững, hoàn thành song song hai nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Đó là những đánh giá nổi bật tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa diễn ra. 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tổng số lượt khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt trên 40.000 lượt người, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú cũng giảm gần 20%, công suất sử dụng giường bệnh giảm hơn 29%. Tuy nhiên, bệnh viện đã triển khai được 10 dịch vụ kỹ thuật mới, triển khai 6 kỹ thuật điều trị bằng laser CO2. Nhất là đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Hà Nội tổ chức khám sàng lọc miễn phí điều trị cho 52 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Cùng với đó, đơn vị đã xử lý tốt công tác vệ sinh môi trường, chất thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt các quy trình khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, quy trình chăm sóc người bệnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung sắp xếp kiện toàn lại nhân lực một số khoa phòng, đảm bảo vị trí việc làm và triển khai làm ca tại một số khoa theo quy định, chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chuyên môn, kỹ thuật,
phấn đấu đạt công suất sử dụng giường bệnh từ trên 90% trở lên, hoàn thiện đề án xã hội hóa khám chữa bệnh theo yêu cầu. Song song với đó, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, bệnh viện tiếp tục thực hiện quy trình khám sàng lọc, phát hiện sớm, khống chế dập dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đảm bảo công tác thường trực 24/24 giờ và sẵn sàng chi viện cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Trước tình hình tái bùng phát trở lại của bệnh dịch tả lợn châu Phi trên cả nước, đặc biệt là từ ngày 9 tháng 6 năm 2020, trên địa bàn của thành phố Lai Châu, bệnh dịch đã xuất hiện trở lại, đe dọa đến ngành chăn nuôi. Hiện nay thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đang tăng cường lực lượng kiểm soát gia súc vận chuyển ra vào địa bàn, giám sát và xử lý các ổ dịch để không lây lan ra diện rộng. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại trong cả nước và xuất hiện tại tỉnh, hiện nay nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn của tỉnh đã chú trọng hơn đến các biện pháp phòng dịch. Gia đình anh Trèo Diếu Lù ở bản Xin Trải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, sau khi công bố hết dịch đã thực hiện tái đàn. Hiện nay đàn lợn nhà anh có gần 20 con. Tuy nhiên từ giữa tháng 6, thấy dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại, gia đình anh rất lo lắng nên đã mua thuốc về phun tiêu độc khử trùng và thường xuyên vệ sinh chuồng trại. Là tôi bây giờ nghe thông tin là có dịch tả lợn châu Phi, bây giờ tôi phải bơi kín hết chuồng trại là để khử trùng tất cả, mưa rắc vôi về rắc lại chuồng trại cho con lợn, là còn tránh người ngoài đi ở từ xa đi về xem chuồng trại của mình để tránh lây bệnh. Nhà tôi bây giờ phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Sau khi tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi vào cuối tháng 3, đến ngày 9 tháng 6, bệnh dịch đã tái phát trên địa bàn phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 24 hộ dân tại 8 bản thuộc 8 xã trên địa bàn của 4 huyện, thành phố, bao gồm Tam Đường, Xin Hồ, Phong Thổ và thành phố Lai Châu, với tổng số lợn bị tiêu hủy là 168 con, với trên 9,2 tấn. Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi tái phát trong cả nước và xuất hiện trở lại tại tỉnh và có chiều hướng diễn biến phức tạp, hiện nay ngành nông nghiệp đang chỉ đạo thực hiện khoanh vùng các ổ dịch, phun tiêu độc khử trùng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác giết mổ, vận chuyển gia súc ra vào địa bàn. Trước cái diễn biến phức tạp của cái dịch tả lợn châu Phi tái phát trên địa bàn, thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số cái biện pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là cái công tác tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của người dân về cái sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn ảnh hưởng đến cái ngành chăn nuôi lợn. Thứ hai nữa là chỉ đạo cho các phòng chuyên môn, chính quyền cấp xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tại cơ sở, thành lập đoàn tổ hộ công tác đi kiểm tra cái công tác tổ chức công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Đến nay, công tác phun tiêu độc khử trùng đợt 1 đã được các địa phương triển khai, kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, không để dịch bệnh lây lan rộng, gây thiệt hại cho người dân. Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa tổ chức ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 với chủ đề Thanh niên Bộ đội Biên phòng chủ động sáng tạo xung kích lập công tình nguyện vì cộng đồng. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn và bền vững, gắn với từng đơn vị địa bàn biên giới và có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn địa phương nơi đóng quân. Các hoạt động trong tháng Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 của Bộ đội Biên phòng Lai Châu được bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 đến hết tháng 8, cao điểm vào thời gian từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8. Tại lễ ra quân, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã khởi động xây dựng một ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng cho thanh niên Tang Văn Thoản, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng trong chương trình Nâng bước em tới trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vào sáng ngày 3 tháng 7, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp cùng với Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ 8 năm 2020. Tham dự hội thi năm nay có 150 đoàn vận động viên đến từ các huyện, thành phố và một số ban ngành trong tỉnh.
Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ 8 năm 2020 được tổ chức mang ý nghĩa sâu sắc nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại các địa phương, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào. Qua hội thi, ban tổ chức sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự hội thi thể thao các dân tộc thiểu số trong khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu phối hợp cùng với xã San Thàng vừa tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Phan Văn Cùng ở bản San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu. Gia đình anh Phan Văn Cùng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, đông con khó khăn về nhà ở. Sau hơn một tháng thi công, đến nay ngôi nhà cấp có diện tích trên 60m² đã hoàn thành trong niềm vui hân hoan của gia đình. Ngôi nhà được xây dựng trị giá 105 triệu đồng, trong đó quỹ vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ vì phụ nữ nghèo, hội phụ nữ thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, xã San Thàng 5 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp và bà con nhân dân ủng hộ ngày công. Tại lễ bàn giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cấp ủy chính quyền, đoàn thể, xã, các nhà hảo tâm đã tặng những vật dụng phục vụ sinh hoạt thiết thực cho gia đình, đồng thời mong muốn sau khi có nơi ở mới ổn định, gia đình sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, toàn tỉnh có 150 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 43% kế hoạch, trong đó mầm non 53 trường, tiểu học 52 trường, trung học cơ sở 39 trường và trung học phổ thông là 6 trường. Theo kế hoạch, năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 169 trên 341 trường đạt chuẩn. Để đạt được kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại các đơn vị trường có đủ điều kiện đạt chuẩn để có phương án phù hợp trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Đồng thời điều chỉnh tỷ lệ trường chuẩn cấp mầm non và cấp tiểu học sau khi sáp nhập địa giới hành chính một số xã. Hiện tại đang tiếp tục tiến hành kiểm tra công nhận 14 trường chuẩn, trong đó công nhận mới 2 trường và công nhận lại 12 trường. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tỉnh đã lồng ghép huy động gần 900 tỷ đồng thực hiện nghị quyết này. Nhờ có sự đầu tư đồng bộ cũng như sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, bình quân toàn tỉnh đạt 14,42 tiêu chí nông thôn mới một xã, tăng 0,99 tiêu chí một xã. Số xã đạt 19 tiêu chí là 35 xã, số xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí là 10 xã, số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí là 41 xã, số xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí là 10 xã. Đặc biệt, thành phố Lai Châu đã trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên cán đích nông thôn mới của tỉnh. Thưa quý vị, mặc dù là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, song những năm qua huyện Mường Tè đã tập trung mọi nguồn lực chăm lo thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú, giúp các em có chỗ ăn nghỉ ổn định, yên tâm học tập và rèn luyện. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Vàng San, năm học này có tổng số 257 học sinh, trong đó có 105 em ở bán trú. Thời gian qua, nhà trường đã quan tâm thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bán trú. Nhờ đó đã thu hút học sinh đến trường, đến lớp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong thực hiện trong công tác bán trú ở đây, nhà trường rất là quan tâm thì đưa các em từ nhà về thì các thầy các cô phải lên lịch kế hoạch hoạt động, rồi là phân công lịch trực cụ thể đối với các thầy giáo, cô giáo và đối với nhân viên trong đơn vị trường để đảm bảo các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo chế độ các em được thụ hưởng và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống cho các em học sinh và yêu thương, tôn trọng các em, bình đẳng các em và coi các em như là con em của mình. Năm học 2019-2020, huyện Mường Tè có 18 trường có học sinh bán trú với trên 3.700 em học sinh ở 3 cấp học, mầm non tiểu học và trung học cơ sở. Những năm qua, nhằm đảm bảo công tác bán trú cho học sinh, ngành giáo dục huyện đã luôn tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường bán trú. Nhờ đó, quy mô trường lớp và số lượng học sinh ngày càng tăng. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường phân công cho các giáo viên xây dựng lịch sinh hoạt, học tập hàng ngày cho các em học sinh bán trú. Đối với giáo viên phụ trách bán trú, ngoài nhiệm vụ giảng dạy, thường xuyên gần gũi, thân thiện, giúp đỡ các em trong sinh hoạt hàng ngày. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh để giúp các em yên tâm học tập.
Bên cạnh đó, các trường cũng chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em học sinh bán trú. Thế là trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào là vừa nuôi dưỡng, chăm sóc và nâng cao cái việc rèn kỹ năng sống cho các em. Thế thì đầu tiên là chúng tôi đào tạo, bồi dưỡng cho các thầy cô có tinh thần trách nhiệm và có năng lực để hướng dẫn cho các em những cái nội dung về thực tế, những cái hoạt động mà nâng cao được cái kỹ năng sống cho các em. Có thể nói thời gian qua với việc đảm bảo công tác bán trú cho học sinh ở huyện Mường Tè đã góp phần duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp ở các địa phương, đặc biệt là đối với học sinh ở bán trú. Ngoài việc học, các em còn được rèn luyện những kỹ năng sống bổ ích là hành trang thiết thực cho chặng đường ở phía trước.